Các kịch bản giãn cách ở thành phố Hồ Chí Minh kéo dài từ ngày 31 tháng 5 cho đến nay đã dòng rã hơn 3 tháng với các cấp độ mỗi lúc ngày một siết chặt hơn. Giai đoạn 15 ngày từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục siết chặt ai ở đâu ở yên đó. Hiện thông tin thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội ra sao sau ngày 6 tháng 9 đang thu hút nhiều sự quan tâm của người dân. Cứ mỗi đợt thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội thì người dân mong mỏi dịch bệnh được kiểm soát để có thể trở lại trạng thái bình thường mới, làm ăn, buôn bán, mưu sinh. Mong mỏi này ngày càng khắc khoải hơn khi thời gian giãn cách xã hội cứ kéo dài, bao mòn sức lực chịu đựng của nhiều người vì cứ phải ai ở đâu ở yên đó. Theo ghi nhận, có nhiều ý kiến mong đợi thành phố Hồ Chí Minh sớm có phương án mở cửa trở lại nền kinh tế, căn cứ vào tỷ lệ người được tiêm vaccine. Có nhiều ý kiến cũng đề nghị việc kiểm soát giãn cách, dịch tễ cũng dựa vào tỷ lệ tiêm vaccine này thay vì kiểm soát cơ học bằng giấy đi đường như hiện nay. Đặc biệt, có phương án phù hợp cho người đã tiêm vaccine, không phải ở yên như người chưa tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cũng khẳng định thành phố sẽ từng bước mở cửa, việc mở cửa nền kinh tế sẽ thực hiện từng bước chậm chắc, mở tới đâu chắc tới đó. Bởi lẽ nếu không quản lý được thì sẽ lây nhiễm trở lại. Nếu để dịch bệnh quay trở lại như những gì đã đi qua thì cực kỳ nguy hiểm. Lúc đó thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn đủ sức để chống chọi với dịch bệnh nữa.